Nét 1. Nét hất. Đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét hất. Đến đường kẻ 3 thì dừng lại. Nét 2. Móc ngược phải. Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng bút để viết nét móc ngược phải. Nét 3. Khuyết ngược. Từ điểm dừng bút của nét 2, dê bút thẳng lên đường kẻ 3 trên, rồi chuyển hướng ngược lại để viết nét khuyết ngược, kéo dài xuống đường kẻ 4 dưới, dừng bút ở đường kẻ 2 trên.